Xin chào các bác, kính chúc các bác có một ngày mới mạnh khỏe và hạnh phúc. Các bác ơi, đây là công trình của gia đình nhà anh Ali. Thời gian vừa rồi thì cũng rất là cảm ơn đến các nhà hảo tâm như sau. Thứ nhất là có chị Phương, chị ủng hộ cho gia đình. Và tiếp theo thì có cô Yến Trần. Tiếp nữa thì có cô Samulai, có chị ở Hồng Kông và có thêm cô Thọ Ninh nữa cùng nhau đồng hành với gia đình và giúp đỡ, ủng hộ cho nhà anh Ly. Thì hiện tại thì gia đình cũng đã và đang xây gần được thu nóc rồi. Vừa nãy thì em bé đến thì cũng được 10 viên gạch. Nói chung là hiện tại thì bà con vẫn đang xây lên. Tuy nhiên thì có thể là buổi chiều ngày hôm nay thì gia đình nhà anh Ly sẽ được thu nóc. Đấy, bây giờ thì cũng xin mời các bác là đi vào trong để cùng chiêm ngưỡng cái căn nhà của anh Ali các bác nhá. Trước khi mà mình làm nền ấy thì cảm giác cái căn nhà nó cực kỳ là bé. Tuy nhiên thì đến thời điểm này mà mình sau khi mà quay thành cái gọi là một cái khung rồi thì nhìn vào cái căn nhà nó cực kỳ là rộng. Em bé cũng vừa mới vào trong kia xem qua một chút, cũng như là ra bên ngoài này là phải cho các bác đi vào xem luôn. Đấy. Ở đây thì anh em cũng đang đào vữa để xây là hôm nay chắc là được thu nóc không em? Hôm nay ấy. Chắc được ấy. Khả năng là được ấy nhỉ. Khả năng. Anh em vất vả quá. Xi hôm nay là phải cẩn thận bởi vì là hôm nay là có bão. Đây các anh em đây này. Đội thợ thì có hàng chục người phải không? chào em rể nhá. Em xin chào ông bà, cô bác và tất cả mọi người. Hôm nay nhìn phong trần ấy, nhà bảnh trai thế. Nghe các bác thợ là dựng nhà thành cái không hình hết rồi nên là cũng phải ra đây là cổ vũ. Hôm nay là không biết là thu nóc được không? Khả năng cũng thu đấy nhỉ? Khả năng cũng thu, nóc này nếp của sao ra trung với nhỉ? Sao rồi? Ngày mai mới thu hồ anh ạ. Ngày mai, thế là hôm nay là xây là bằng khẩu rồi. Thì hôm nọ là cũng nghe chỗ em trai em mà đứng lên để mà làm cái nhà này cho anh Ali ấy các bác ấy, thì em mới bảo là làm cái khu này để mai mốt ấy là cỏ bò này, cuốc xẻng này, mọi thứ thì sẽ để trong cái này, thì không gọi là bừa bãi ra giữa cái khung nhà nữa. Nên đâm ra là bà con anh em cũng có xây thêm một cái bức ngăn như thế này. Đấy, mai mốt là có cuốc này. Nói chung là cái đồ đạc trong gia đình ấy, cái nào là bừa bãi thì mình để sang một góc, còn trong nhà thì nó sẽ giữ được cái gọi là cái lúc nào nó cũng gọn gàng. Nhưng mà không biết là hai mẹ con anh Ly thế nào ấy chứ. Anh vừa nói xong là anh trai thanh niên ấy mà thiết kế ra cái phòng này thì em thấy cảm thấy rất là hợp lý luôn. Do từ trước tới giờ thì là bà con có cái đồ đạc gì đấy cứ bày khắp nhà luôn. Đó, nên là thấy rất là lộn xộn, không có cái chỗ nào để cố định ấy. Nên là anh cũng bảo là sai cái phòng này để những cái đồ dùng trong gia đình như kiểu là cốt xẻ rồi mọi thứ như anh vừa chia sẻ ấy. Thì là rất là gọn gàng luôn, trong nhà thì sẽ không bày một cái gì nữa. Mà nhìn nhà cũng gọi là trông khá là sạch sẽ. Vâng. Rồi ok. Đây đây, hôm nay là đội thợ là vẫn 10 người nhỉ anh em nhỉ? Này cậu của nó xa xa nhỏ. Thế là anh em đồ thợ huy động cứ đều là 10 người đấy. 10 người. Thế là nhà này thì chắc là cũng tầm 3 hôm đổ lại là khả năng là cũng gọi là bay đấy. Vừa nãy bắt thợ đâu nhỉ? Bắt thợ cả kia. Bảo là hôm nay ngày mai ngày kia nữa là được tân gia luôn rồi. Được tân gia, lợp mái luôn à. Nhưng mà lấy nóc lên chưa? Lấy tấm lên chưa nhỉ? Tấm là hôm nghe là bảo hôm nay vào đấy. Tấm hôm nay vào luôn à? Hôm nay cũng vào luôn đó. Ở đây thì cái cửa sổ các bác ạ. Nói chung là gia đình thì cũng là một cái mới hơn thường lệ một chút. Do là bà con ở trên này thì chưa quen mở cửa sổ mấy. Do là nhiều hộ thì bà con thì người ta cũng có cái cửa. Tức là những cái nhà mà các bác hỗ trợ ủng hộ cho thì vẫn có. Tuy nhiên thì mai mốt là cứ thế đóng im ỉm mà không biết là mai sau nữa thì có mở hay không thì mình không biết. Nhưng mà đại khái là làm thì cứ làm để làm sao là nó cũng một là cũng có ánh sáng và thứ hai là nó cũng gọi là nhìn căn nhà nó cũng đẹp hơn và nó thoáng hơn. Nhưng mà nhà này cũng 3 cửa, tính ra là 1 cửa, 2 cửa, 3 cửa, 5 cửa rồi, 2 cửa sổ nữa là 5 cửa các bác ạ. Đấy, mong sao là bà con cũng sẽ phát triển từ từ dần dần. Và căn nhà này thì do cái kinh tế nó để mà nói là em bé cầm ấy nó rất là eo hẹp. Thế nên ấy là để mà nói làm đầy đủ các thứ ấy, thì nó cũng không thể. Ví dụ như là cái khu vực bên này thì gia đình sẽ để làm bếp núc. Đấy,
cũng xây tương tự giống như bên kia, tuy nhiên thì bên này thì bà con tận dụng gọi là đun bếp các kiểu đi ra bên này, tuy nhiên thì nó vẫn chung một cái mái các bác nhé, chưa đủ kinh tế để mà mình làm rời riêng ra ngoài. Đấy, vẫn gọi là trong nhà, tuy nhiên thì mình sẽ dành một cái không gian riêng ở ngay đây. Thì nói chung là ví dụ như ở phía bên đằng này ấy, thì nó có cái cửa ra vào ấy, nó cũng thông thoáng. Thì sau khi mình đun ở kia xong thì nói chung là khói khiếc các thứ cũng mong sao nó cũng bay ra bên ngoài, nhưng mà cơ bản ở trong này thì bà con ấy là họ cũng đã sống ở trên này là cũng hàng gọi là cũng trăm đời rồi. Thì bà con chủ yếu là để cái bếp núc ở trong nhà ấy, ở dưới cái khu vực ví dụ như ở đây này các bác ấy, thì để ở đây thì mai mốt đấy nó còn có một cái lợi, cũng vẫn biết rằng là các bác bảo là lấy cái bếp đi ra khỏi nhà được ấy, để làm sao là bà con một là văn minh, hai là phát triển. Ok, cái đấy thì em bé cũng hoàn toàn công nhận. Tuy nhiên ấy thì là có một số cái thì bà con họ không thể thay đổi được. Ví dụ một là về chuyện tâm linh, ví dụ là cúng vái, ma chay, thì cái đấy thì tất nhiên là bảo bỏ thì bà con không thể là bỏ được. Và bản thân ở đâu cũng thế, như quê hương em bé cũng như vậy. Tuy nhiên là mình tin tưởng ở cái mức độ nào thôi. Và tiếp theo có một cái quan trọng hơn, đó là liên quan đến cái miếng ăn. Đó là bà con ở trên này họ sinh sống 100% là cây ngô. Đấy, bây giờ là bà con ở trên vùng cao này khi thu về thì không có cách nào khác để bảo quản cái lương thực đấy. Thế nên là bà con cũng bắt buộc phải cho cái ngô lên gác bếp, và bà con làm cái bếp trong nhà này, làm cái gác ở trên để ngô, làm sao đấy là cái lương thực của bà con nó sẽ không bị hư hại. Đấy là một trong những yếu tố vì sao bà con thường hay để những cái ngô ở trong nhà. Đấy, gọi là mở hết cửa cũng mong sao nó bay ra ngoài thôi, nhưng mà thực tế nó là như thế. Vẫn biết rằng là mình cũng muốn là bếp núc đi ra ngoài nó sạch sẽ như những dân tộc khác, tuy nhiên là mỗi nơi một cái bản sắc riêng. Đấy, cái này thì từ thời cha ông cũng truyền lại rồi, bây giờ để mà nói là thay đổi một sớm một chiều là không, là khó, quá khó. Do là như vậy, thế nên ấy là tiếp theo nữa thì kinh tế không đủ thì rất mong các bác thông cảm thôi. Rồi như anh vừa nói xong ấy, thì là ở trên này thì là nếu mà để những cái ngô mà mình thu, bà con thu hoạch về mà để ở bên ngoài thì là chỉ trong một thời gian thì sẽ hư ngắn rồi, một thời gian ngắn thôi, một thời gian ngắn là sẽ hư hỏng hết, gọi là móc rồi là mọi thứ. Thì là do là bà con có cái bếp ở trong nhà rồi là cho ngô lên trên gác, thì là để bảo quản những cái nơi kho gió để những con mò là không dám lên trên đấy, rồi là phơi kho ngô cũng khó hơn. Thì là sẽ bảo quản từ những cái chỗ đó. Nói chung là cái lương thực ở trên này thì bà con có cấy đâu, các bác cũng theo dõi bao nhiêu năm rồi cũng biết đấy. Thì bà con chủ yếu 100% là cây ngô như thế này thì không có cái loại lương thực khác các bác ạ. Ngoài ngô với lại rau bí ra thì chả còn cái gì nữa. Nên là bà con cũng chỉ trông chờ giống kiểu thóc của quê mình ấy các bác. Nếu mà thóc quê anh mà nó cũng dạng như kiểu là ngô này thì bảo là mốc thì bảo cho lên gác bếp thì vẫn cho thôi. Nhưng mà quê anh thì thường là để mà nói là giàu thì chưa phải giàu. Tuy nhiên thì bà con người ta ấy thì dễ đi kiếm tiền hơn các bà con ở trên này một chút, do là tiếng nghĩa các thứ thì bà con ở dưới quê anh thì nó sẽ gọi là phát triển hơn, có gọi là học hành các thứ. Ngày xưa thì các ông bà cũng đã được đi học rồi, đâm ra là tiếng nói thì nó rất là ok, thoải mái đi làm thuê. Nói chung là văn vẻ thì không có giống như anh ấy, plụt plạt như thế này thôi. Nhưng mà ý là để mà nói mình đi làm thuê ở chỗ này chỗ kia thì là hoàn toàn có thể. Thế nên là dễ kiếm tiền hơn bà con trên này. Thì là thường sẽ xây thêm một cái bếp nho nhỏ ở ngoài, cũng là cứ bảo bếp, nhưng mà như quê anh, ví dụ như nhà bếp của anh chẳng hạn thì nó cũng vào 3 gian rồi. 2 gian đấy, như nhà bếp của anh 2 gian, rộng hơn 2 gian này một chút. Xây một cái nhà nguyên ra để đựng cái bếp thôi, còn cái khu ngủ nghỉ của mình với lại chỗ sinh hoạt tiếp khách các thứ mình khác. Tuy nhiên thì anh cũng là nhà cấp 4 thôi, nhà bé. Nói chung là như nhà của anh có 64m2, như căn này phải hơn 100m rồi. Gấp mấy lần nhà anh. Nhưng mà ok, chương trình là như thế thôi. Bây giờ tìm bác Ly xem nào, xem mà bác ấy ở đâu như thế nào rồi. Không biết là sáng nay không thấy anh Ly. Không thấy à? Ông ấy rất là ngồi tối ngủ ngoài này hay sao ấy nhỉ? Đi ra ngoài này thăm xem nào. Có khi là ngủ chưa dậy chứ. Giờ này giờ gì mà ngủ chưa dậy. 10 giờ đến nơi rồi đấy các bác ạ. Ồ, thế nào? Bảo là thấy anh đi là chạy xuống dưới kia rồi. Chạy xuống dưới á? Vâng.
哦，哎呀，那么我就不劳动你了，那么我就不劳动你啊，多了，哦，干巴特宝啦。Hôm qua là có một bà ở đâu ở đây với anh Ly là từ hôm qua đến giờ rồi đấy. Từ hôm qua rồi. Vâng. Ở đâu? Ở đâu? Bây giờ anh Ly anh ở đâu rồi? Tôi đi mới thì hả? Tôi có chỗ mua rồi đấy. À, sáng nay thay quần áo mới lại đi đâu rồi? Thay quần áo mới á? Sao mình? Hả? À, bắt thưa cả bảo là thấy hai người đang ở dưới kia làm việc. Nghĩa là đang làm cay ở dưới kia đấy. Dưới nào sao nãy mình lên không thấy nhỉ? Cũng không biết nữa. Hay là lúc lên là đi làm cái gì nào? Ồ, đấy bác thử bảo là có một bà gì ấy, hình như là nhì cũng tần có tuổi rồi, nhưng mà hôm qua đã đến đây rồi đấy. Thế á? Ồ. Sao nãy mình lên mình không để ý ở đâu nhỉ? Thế là mình lên sao mình không thấy nhỉ? Ừ. Đấy, một anh ơi. Hả? Thế bây giờ các bác bảo là có một bà nó đến với anh Ly từ hôm qua thì là bây giờ anh tiếng anh mình không biết gì đâu mà. Bây giờ là bà nào nhỉ? Chả biết được. Đây, ông anh Ly đây này. À đây. Hai cái kéo là bà U 40 đó với lại về đây với anh Ly rồi. U 66. Ui ui. Tiểu bà nào? Anh tưởng là bà U 40. Ờ. Chết thôi này. Là bà U 66 à? Ở đây kia đấy. À đây kia. Ui. Đang làm cái gì? À đây anh em đang làm cây. Kìa. Ừ. Chào bà nhá. Nhớ rồi tay. Ờ, à. Chị Hú đã rồi. Dô. Anh Ly. Ờ. Vâng, chào các anh. Dô, chào anh Ly nhá. Hôm nay sướng nhá. Dô. Ờ, nhớ nhớ không mà. Nhớ không. Anh nào, hôm nay chú rong nào? Nhớ chú rong nào. Anh Ly bảo là, để hôm qua là không ổn bao nhiêu đấy. À, không ổn mấy à? À, thế. Nhưng mà là, đến từ hôm qua. Hả? Nam mô tô hả? Ai ơi, ai làm cái gì? Hả? À, đó, chẳng còn thằng xã ní. Nên là tiểu chỉ dùng này mà như xài, như thả lại tù mà, như châu rồi mà như cho tôi xài quân sẽ tôi cho chỉ tôi lại. Ồ, bảo là, anh bảo, anh không yêu sao chứ anh cứ nảy nọ với em là cái gì? Sao là mới cáo vào đây? À, giận hờ đấy. À, rồi. Ồ, nhớ gì á? Nhớ. Chị bé mà bà. Nhưng bà ấy đợt này về làm cái gì đây? Hả? Thật bò này đâu hả chị? Hả? Cháu đi à? Hội chắc cậu làm nhà hay sao ấy? Tôi bảo bây giờ cô thân đồng nhân. Ở chơi nói tới một tạm mà cho tôi có nghe giao đó mà một chơi những một tạm một chơi. Ồ! À, chị muốn thấy bao này, thấy bao? Ê! Nè. Thấy chưa? Dạ. Ai bảo? Ê! Anh ấy bảo là bà đến ạ, à, bà bảo là sao giận nó lại anh Ly làm nhà mà không thấy ai đến giúp. Nhớ ấy. Bà bảo là thế bảo là anh Ly sắp lấy vợ, thế vợ anh Ly đâu mà không thấy giúp tụi thấy anh Ly một mình. Ừ. Nên là bà coi được những cái video ở trên mạng thì bà bảo là dạo này tôi thấy thả Ly là một mình làm nhà. Nên là bà là ở nhà là không ở được, cứ gọi là cứ sốt ruột đấy. Cứ thưa anh Ly này mà bà mới đến đây giúp anh Ly. Bảo ba về đây. Bảo ba về đây. Ở đây vướng. Hơi vướng một tí. Đây đây. Đi xuống dưới này hỏi chuyện một tí nào. Nhưng mà ồn lắm. Đúng rồi. Ở đây rất là ồn ào luôn đấy. Xuống tận đây xem nào. Ồn quá. Sướng nha. Hôm nay được thấy hai bác rất là tò mò thế. Nhớ nhà chắc đi. Nhớ đi. Hay là xuống hẳn dưới đây. Hả?
Có ai nhà không? Nhà, nhà xính ấy. Nhà xính hình như là không có ai nhà mà. Thế thì xuống hẳn dưới. Không. Xem hỏi chuyện một tí xem nào. Xem ngoài kia các cặp đôi yêu nhau kiểu gì. Phải không? Ở đây rất là lạ luôn. Ừ, cũng đông lắm chị ạ. Đông lắm. Hả? Ở đây rất là đông luôn. Ở đây rất là đông. Charlie. Bà ấy. Không còn nhé. Hỏi bà được rồi. Tức là cô đến từ hôm qua rồi à? Đi tay. Hả? Nằm mỗi tuổi rồi. Nằm mỗi tuổi. Đấy từ hôm qua rồi. 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 Anh đi hôm nay phấn khởi thế nhỉ? Thế là chuyện là như thế nào rồi? Thế là bây giờ là cô sao lại về lễ hộ hay là như thế nào? Hay là anh đi gọi? À, hay là anh đi gọi? Ừ. Anh hóa hồn lần tuần này tuần ấy. Anh đi bảo là tự dưng là thấy cô đến đây rồi, cô bảo là đến giúp anh đi một tay. Khác đến rồi gì? Cô khác đến. Nhất tay. Anh nằm mỗi tuổi rồi. Ô tô bắt đầu đi, ô chê rồi đi chả ôn à. Ô đi à, nằm mỗi tuổi ô đi à, ô chú bố tỉnh đà, ô chê ô đi à. Ô tô chú chê à, chả đi đây đi, ô bố đi à, chú bố đi chú ô chê à. Ô đi tô bá, ô đi tô chú đi à. Ô sát chát đi, ô bố đi, ô tô bá đi à. Ô, bà bảo là giọng này á, bà là cô được anh Ly là làm nhà. Thế là bà xem được ấy. Thì là bà thấy anh Ly là làm nhà xong mà xong mà vẫn tuột thấy anh Ly mà mình gọi là bỏ cái vỏ cai kia. Cái anh Ly mà mình gọi là dọn dẹp nhà cửa ấy. Thì là bà thấy là bà là thưa quá, bà bảo là sốt ruột quá. Nên là bà bảo là sao anh Ly bảo là sắp lấy vợ ở đâu mà không thấy vợ ở đâu để giúp anh Ly tụi mò mình thế này. Nên là bà bảo là như thế này có gì nói là yêu thương nữa. Nên là bà bảo là như thế này bà gọi là không ở được, bà thưa thả Ly quá. Nên là bà bên đến đây gọi là giúp anh Ly. Rồi. Thế là để mà nói là bà này hơi có tuổi tí thật, nhưng mà để mà nói bảo là tuyệt vời thì có lẽ là bà là cũng tuyệt vời nhất đấy. Vì là biết là anh Ly làm nhà làm cửa cũng vất vả không. Hôm nọ là lúc bóc vỏ cây ấy các bác, thì em bé cũng có chia sẻ lên ấy, thì là chắc là bà cũng thấy, bà bảo là toàn thấy Ly ông làm một mình thôi, nên đâm ra là bà cũng thấy thương, bà sang bên này bà giúp, sang bên này là còn bảo là thế người yêu anh Ly đâu không về. Tức là bà cũng biết là hiện tại là anh An Ly là cũng có thêm một cô U40 ở đâu đây dưới này. Nói chung là cái do anh Thiệu và chỗ em Dìa này cũng kết nối, chắc là mai mốt này khả năng nếu mà ấy thì cũng thành hay không thì mình tóm lại là anh không rõ mấy nha. Đại khái là chỉ biết là bây giờ anh Ly anh cũng có người yêu mới rồi. Đấy, thế là cô bây giờ cô cũng chấp nhận rồi này, cũng biết rồi này. Đấy, đây là cô là cũng sang đây là cũng hộ anh Ali để gọi là dọn dẹp cũng như là bớt đi những cái khó khăn trong cái khoảng thời gian nằm nhà thôi. Thế là cô là năm bồ ăn đấy. Phải nhớ 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 đấy. Ốt mới tu à để nữa hai tiền đi du xuống các thứ nó đi ở trái nhà úp bò đi phố tiền có thắt liễu thế rồi. Cái tao bá lì qua nửa ngày đua chỉ lò nè, chỉ tao rồi. Nghe này á? Lò chỉ lò nè. Cái gì mà ông cái gì vậy? Hãy đi cho tao nghe, bá mà. Ai ơ, bà bảo là thế hai cháu. Thế nghe anh Ly bảo là sắp là lấy vợ và có người yêu mới rồi. Nhưng mà sao bây giờ anh Ly là nhà mà lại không thấy mặt mũi đâu cả. Thế như thế này có gọi gì là yêu nữa. Thế là bà bảo là yêu ấy là thấy cái chỗ khó khăn như bây giờ làm nhà làm cửa là phải có mặt để có giúp đỡ đấy chứ. Đúng. Nên là bà bảo là bà ở nhà bà thấy lo quá nên là Ali là tôi thấy một mình lộ mộ ở đây. Nên là bảo là sao có người yêu và sắp lấy vợ thì sao không thấy ở đâu. Nên là bà mới tò mò, bà mới bảo là thế bà chạy sang đây xem là tình hình như thế nào. Bà thấy là Ali làm một mình nó khổ. Nên là bà mới ra đây bà giúp đỡ cho. Rồi. Ô lũ tổ lì, ô lũ tổ lì kìa, ô tia nhỏ. Lũ tia. Ô chỉ lũ nữa thì thôi, chỉ con tàu. Anh Ly thế bây giờ giải quyết thế nào? Như là cô U66 là cô ấy bảo là người yêu anh đâu sao lại không về đây hộ anh. Đấy, để cô là từ cắt công cách đây hơn 10 cây số. Này là chắc là cô mù cắt tờ lọc. Về bộ nhá các bác nhá. Đấy, về bộ đây để giúp anh Ly. Thế là cô cũng rất thắc mắc bảo là anh Ly bảo là có người yêu của anh ở đâu, yêu lắm nào đâu. Đấy, bây giờ là không thấy về để hộ anh làm nhà làm cửa, bây giờ anh trả lời thế nào? Dạ sao đi? Tôi nhờ tay mà nha tia. Ta xin nó hết. Có thứ ở trẻ dạy cho khó à. Như như mà con phòng cao chủ là bác cô tí cho họ. Ta mà ô chàng
nên ta hay đi ô chả nên lúa chả chỉ bỏ nhóc học nên là chả ô thì khe nên bao xe ôi nên là thì sao đâu mà do tổ chế ô chế tao mà ô tao kiếm mà mua mà lo cho kiếm nó mua mà chỗ chạy mà từ thứ nhận từ chỗ chỗ nhóc tiền nên là thôi cho nhóc tiền mà không mà không hay đâu thì mà ít mua ô chế về thế ra một chỉ mua ở một cái ô tam nó cho anh nhau à nhau như thế á tính là bà nghe được bà lại bà lại mưa đây này bà nghe được câu chuyện hết rồi thế đấy ý là anh đi bảo thế này vừa rồi chắc là anh đi đi một mình á anh đi bảo là anh đi có đi bên kia con bảo là về giúp anh đi một tay nhưng mà cô 40 con bảo là anh chưa xong nhà xong cửa và bây giờ anh em cũng đông nên là cũng chưa ra mắt mẹ bây giờ về thì hàng xóm nhìn thấy cũng ngại nên là người yêu anh đi nghĩa là cô 40 ấy con bảo là anh cứ về xong nhà xong cửa đã khi nào anh ra đây thì em về với anh một thẻ cho vui nhà thế là thua cô 66 hết cái cô là sang bên này bất chấp luôn nha. Nhà cửa cực kỳ đông, thứ nhất là thợ, thứ hai là hàng xóm bà con lối xóm mới đến phụ giúp các thứ làm nhà ấy, nhưng mà cô là vẫn sang để giúp ấy. Nói chung là đấy thì cái mối tình của anh Ly cũng như là cô 66 ấy thì có thể là không đi đến được cái kết thúc viên mãn rồi. Tuy nhiên ấy thì là cũng rất mong là hai người sẽ giữ được cái tình chị em đi chẳng hạn như vậy đi nhờ. Đấy mong sao hai người cũng gọi là cứ đi lại để gọi là giữ một cái mối quan hệ gì đấy gọi là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Đấy, cương vị nó là như thế. Ai không nghe không nghe được hay tao cứ ái ái này này phải không? Phải đấy. Phải đấy. Đây là phải đấy. Đây là gọi là đã không chấp bà rồi nhưng mà gọi là bà là đôi lúc là vẫn nhìn thấy anh đi một mình nên là bà vẫn lo rồi thế là bà bây giờ là rất lo cho anh Ali đấy bà lo như là mẹ luôn đấy là mẹ thật đấy để mà nói bà đẻ là bà đẻ được đẻ được không anh để được không? Thật ra ấy ở sống góc đồng đào sẽ có dùng mà dùng tàu không? Dùng tàu, anh dùng tàu á. Anh Ly bảo là nếu mà để là anh Ly còn là đứa thứ hai thứ ba đấy. Còn chưa phải lứa đầu tiên đâu rồi đấy. Đầu tiên đấy. Cô làm về để mà nói quá khứ thì là cô là cũng hai chồng rồi các bác ạ. Chồng thứ hai thì không biết là mất hay là bỏ. Hai chồng đều là mất hết. Hai chồng mất hết à? Ủa bởi vì tụi thùng câu bởi vì tao chả thừa ba cháu tao chơi màn chó giống họ thật thứ gió thì nó nghĩa là bà hơi trách móc một tí vâng thì yêu anh đi bà bảo là thế anh đi thế anh bảo người ta yêu anh sao bây giờ anh khó khăn người ta không về giúp anh đi người ta đợi anh xong nhà xong cửa để đấy mà người ta mới phải ở với anh thế này anh có hiểu là anh có chắc chắn là người ta có yêu anh thật không thế anh đi anh vừa bảo gì chưa hỏi đâu gì chưa trả lời đâu gì nghĩa là anh đi nói không nên lời đấy thế anh có chắc chắn là người ta yêu anh nhưng thật lòng chưa hả cô đâu hỏi thế bao tiền tù tí thì bỏ luôn thì mà hả thì luôn đi hả luôn thì là người há bà nhớ người há tàu ấy cho những há anh Ly bảo là để nói gọi là yêu anh Ly thật lòng với lại về ở với anh Ly thì là chưa thấy được chờ chưa thấy nói nhưng mà để hát mấy bài tặng anh Ly là có rồi đấy hát tặng anh Ly à hát tặng anh Ly hát rồi à hát rồi thì hãy cứ thiết đó là bây giờ thế là hát tặng anh Ly mấy bài rồi đấy rồi ok ôi tên này này nhìn thế này mà coi như là sát gái lắm nhờ ôi nó vẫn được trông ngơ ai hết cháu chị á bán tiền đấy ấy bà bảo là anh Ly á
anh cứ như thế này, nếu mà anh mà được như thế anh phải ăn cơm khỏi vào. Ừ. Anh cứ như thế này á, lỡ mà nó lại về lấy với anh mấy đứa về lấy anh là anh chết mệt luôn đấy. Ừ. Tôi lý này, tôi lý nó một tiếng rồi. Nó một tiếng rồi, chỉ cho bốn tiếng ở trong cầu. À. Tôi thấy đã hát tới mong này rồi. Ôi ơi. À, bà bảo là anh Lý, anh ngửa anh như thế này anh phải ăn quay cơm khỏe với lại anh phải tập luyện một tí nữa. À. Bà bảo là bà đi mấy ông mấy hai ông chồng của bà có không chịu được bà ấy à? À. Bà bảo là thật thứ thì đặt ông tổ đi trước đặt bà thôi. Là, bà bảo là anh Ly phải ăn cứ khỏe vào, còn không là đến lúc là lấy xong vậy không phải như thế này nữa đâu. Ừ, đúng rồi. Lấy vợ về nhìn các khả năng lại tụt xuống đấy, xương sẩu các thứ lại sọc ra sườn này hết đấy, về được đâu. Nhớ tiêu chỉ chua tiêu cô nhớ lấy chả ta phải ơi Ly. Anh Ly chả chấp nhận rồi. Bà bảo là anh Ly bây giờ thì anh được có trẻ em, anh cứ lấy vợ về mà xem anh khác biết. Đấy. Sau này anh có một đứa con ấy, anh còn già hơn cả em, lúc đấy em còn không lấy anh ấy. Tao đó, lúc đấy là thành bà chê với. Đấy bây giờ bà đến là anh Ly anh không cần, bây giờ là mai mốt là anh xuống cấp rồi là bà về bà lại không thèm anh nữa đâu. Đúng rồi. Ừ, phải ăn uống nó phải khỏe vào. Ừ. Đấy, bà 66 nhưng mà bà có bây giờ nhìn khỏe trẻ trẻ hơn anh. Để mà nói mà là đấy là tuổi tác thôi chứ còn bảo là nhìn khuôn mặt thì là bà với anh Ly là cũng nó chỉ là gọi là cũng bà là hơn một tí thôi các bác ạ, nhìn hai gương mặt đấy, bởi vì là nhìn bà này cũng nhăn nheo mà anh Ly anh Ly thì anh không kém rồi. Đấy, bà cửa còn duyên hơn cơ. Duyên hơn nữa, lại còn có răng nhá. Còn anh Ly anh bây giờ tả được không? Đó, hết răng rồi. Bây giờ anh hôm nay là cứ như nói chung là có cô ấy về là anh ấy là rất vui được những ngày là như thế, và cô ấy là được cái là cũng biết thương anh Ly đấy. Do là làm nhà làm cửa như này này thì đấy thì cũng biết anh ấy làm nhà vất vả thì cũng chạy sang bên này cũng hộ anh ấy từ hôm qua đến giờ rồi. Thế là hôm qua là thế về đây là mẹ đã biết chưa? Mà nhìn cái tuổi nào nó thì muốn thì tổng tài chỉ đã nói thì đã bao nhiêu chỉ đã bao chỉ đã bao bà là chưa biết rồi đấy, chưa biết à? Bà mua tổng tài rồi, bà đi nhà con gái rồi. Thế là hôm nào mới về? Thao thứ nhất đó chắc phải ngày mai. Chắc phải ngày mai. Thế hôm qua một ngày rồi hôm nay một ngày, khéo khi chiều nay về cũng nên. Có khi ôn nung mà phải không? Hai ngày mà. Hai ngày. Thế là ngày hôm nay về đấy anh ạ. Cũng không biết được thật đấy chứ. Đúng rồi. Thế là hôm nay là về đấy. Về sợ mẹ mắng không? Hả? Lò đó còn sáng này chứ. Chai mẹ chú. Anh đi bảo sợ đấy. Bà cười cho rồi. Không biết là không. Chai mẹ mẹ. Không bảo là hơi hơi sợ đấy. Vậy đấy. Bà ơi. Nhìn tay. Bây giờ mày sẽ nói là anh Ly đã có người yêu khác rồi. Anh Ly đã gọi là không để ý bà nhiều nữa. Nên là sao bà không được con đến nữa. Gọi là bà đến gọi là bà cũng thương anh Ly thật. Nếu mà ông bà các bác ạ, để bây giờ anh em chúng cháu có đánh giá thì là bà là thương anh Ly hơn nhiều. Nhưng mà cái tội là bà hơi tuổi thôi. Nên là có vẻ bà đến đây là anh Ly không được cô tâm mấy thì phải. Thì để bảo bà về để anh Ly cũng có người mới thôi. Nói thế luôn nhỉ. Tay ý à. Cho nên nếu muốn nhìn xuống cao là chê ông muốn được giáo chỉ tuổi. Chỉ tuổi luôn nữa thì là tôi xin luôn là tao ba nhìn chỉ riêng được chỉ tuổi à. Có giống chỉ tuổi ai dư. Thế là bà là buồn đấy. Bà bảo là biết rất rõ là anh Ly không yêu bà. Nhưng mà bà là nhìn thấy anh Ly là một mình một thân trong cái quá trình làm nhà này mà người yêu cũng không thấy đến. Thì là bà cũng rất là lo cho anh Ly. Nên là bà mới đến giúp thôi chứ để mà nếu mà anh Ly yêu bà thì bà mới yêu, còn anh Ly là không để ý đến bà thì bà cũng gọi là bà cũng coi như là tình cảm thôi chứ không nói là thành yêu nữa. Rồi tức là bà đến giúp thôi đúng không? Thương thì bà đến giúp thôi, bà đến giúp thôi. Ba ổ đu tre. Ví dụ thao nên tụi cái nó thì tụi nó nhỏ à, phi sao phi mà chỉ nhận cho nên là đâu thôi. Có tụi cái nó tao nhận cho nữ chỉ thôi sửa khu. Bà bảo là do lúc thành yêu bắt đầu của anh Lý với bà là hơi là sao động một tí. Nên là bà bảo là cho dù cái mồm bảo không yêu thì là trong lòng vẫn nhớ gọi là nao nao ấy. Thì là bà gọi là vẫn chưa giữ thả nên là bà mới gọi là chắc là thấy được cái cảnh này bà mới đến giúp một tay. Thật thường là như thế. Rồi nhắn đi báo muốn không?
Ờ, ông muốn chờ lần sau chỉ tôi lần sau bà không đến nữa. Anh Linh không để ý thì bà là có vất vả luôn. Bà về luôn hay là lại đi làm? Bà bảo là đi về luôn đó. Bà về luôn á? Vâng. Ôi ôi, thế thì thường thế nhà bà sang bên này hộ làm xong rồi cứ lợi ngoại đi về. Bởi vì là đi nhà bà rất là xa luôn. Bà xa nhá, hàng chục cây, không phải là ở ngay đây đâu. Anh Linh, nói thật với anh này. Bây giờ không chỉ anh em mình mà anh là người trực tiếp luôn. Anh phải nói là chị không, cô không đến. Anh nói thật sự là bây giờ con không đến, con là sao đến là anh không gọi là không tiếp nhận nữa đâu. Ủa, anh nếu như là bản thân anh không thích thì anh cứ nói thẳng luôn. Với lại mình không nói chuyện nữa. Nói chung bảo là chị em hay là như thế nào đấy thì được, chứ còn bây giờ là bảo là lấy nhau thì bây giờ mẹ không đồng ý, hiểu không? Bây giờ là gia đình của anh Ly ấy là cũng đang cũng cần một cháu, là cũng bồng bế, bây giờ là cũng cô ấy cũng quá tuổi rồi. Nên là ấy thì cứ nói rõ với cô ấy, bảo là bây giờ có người mới ở bên kia rồi, bây giờ đến thì sợ cô hiểu lầm bởi như thế. Cái này là chính anh mới nói được, các em không biết nói kiểu gì. Bọn em nói thì có khi có lại trách anh em ấy, có khi là anh em mình ngăn cản thì sao? Có khi là cô cứ nghĩ là anh Ly cũng thích đấy, nhưng chẳng qua là anh mình ngăn cản thôi. Thế à. Nên là cái này anh tự anh nói thôi, chứ các em chỉ mở lối cho anh. Anh Ly anh ấy suốt ngày cứ hò hỏi hè hè. Nói thì nó cũng không dứt khoát, đâm ra là cô ấy cứ về mãi là nó như thế đấy. Là tại anh một phần đấy, không phải là tại cô ấy đâu. Cô ấy, em nghĩ cô ấy lo cho anh, có phải mà cô đến đây giúp anh, cô gọi là cô bảo là anh không chấp cô thì thôi, cô cũng về. Bây giờ là không dễ gì mà một người nó từ xa nó đến đây nó giúp mình như vậy. Đúng rồi. Nên là chả qua mình không có một cái từ lời nó gọi là dứt khoát. Đúng rồi. Nên là cô thưa anh cũng đúng. Do là anh gọi là biết là cô cũng biết là anh không yêu cô rồi. Cô biết rồi đấy, hôm nay là biết rồi. Hôm nay nghe cách cô nói chuyện các thứ thì cô cũng còn bảo là người yêu Ly đâu đấy. Không nói nữa. Trong cái lúc khó khăn như thế này thì sao, tại sao lại không thấy thì cô cũng hỏi như thế thì. Đúng rồi, cũng phải đấy. Thì chỗ ông Ali này thì anh ấy bảo là bên kia thì vẫn đang hơi ngại, do là bây giờ là cũng đông hàng xóm người ta đến giúp thợ thuyền nữa. Bây giờ sang này cũng chưa có chú ngủ nghỉ, đâm ra là cũng xấu hổ, đúng không? E thẹn một tí. Nhưng mà cái người yêu mới này là có mấy đời rồi? Mấy đời chồng rồi? Tôi phán góc chép lại chả tí, tôi muốn chả tổ chí lấy. Ít được chí rồi. Anh đi bảo là một đời chồng rồi. À, một đời chồng. Mà không công tương tự như bà này luôn. Chồng cũng đi vắt muối. Đây là chồng cũng tùa rồi đúng không? Rồi ok thế nhá. Thế thì đấy thì lần sau mà có gặp gỡ nhau thì anh cứ bảo như thế nhá. Chứ không để cái tình trạng như thế này lâu là anh cũng khó xử, cô ấy cũng khó xử hơn nữa. Đấy, với lại nhiều khi là mẹ anh thấy, nhiều khi là hôm qua là mẹ không ở nhà, nếu như chẳng hạn mẹ ở nhà mà về vô tình thấy như thế này thì mẹ lại vùng vằng bảo thà nó không có ai ở đây thôi, bây giờ thợ thuyền với lại các bà con hàng xóm ở đây còn đông, nó lại xấu mặt đấy chứ nhá. Đấy là mẹ nhìn thấy là hai đứa lại không mẹ không hài lòng với hai đứa chẳng hạn vậy. Lưu cháu tôi mà ông tham mấy bè, ông thấy ông mới tổ chức chỉ chú ông muốn chế nhớ hiểu. Phải nói thế chứ anh cứ mập mà mừng này, bây giờ cứ nói một cái lại cười một phát thế này, bảo sao người ta nghe được. Nè anh chủ động khi mà bà, khi mà cô u sáu sáu đần đây thì anh mình không dám nói thế này. Anh mình nói thế này bảo là anh bảo cô về như thế này, anh mình còn đứng đây làm gì sau nữa. Nhá thế nhá. Nhá Hà Lý vậy. Thế là về làm nhà đi. Một đông sạch chê. Câu chuyện cũng nói chung là hôm nay cũng vô tình thôi các bác ạ. Anh em đi vào trong này thì cũng thấy cô U66. Cô cũng đến hộ anh Ali. Kể cả còn vẫn hãng còn chưa về hay sao nè. Kìa vẫn còn ngồi kia với gì vậy? Chắc là từ biệt rồi xong rồi mới về đấy kìa. Kìa thấy. Dạ thấy không? Đây đây kia thầy. Không phải không phải như thế nào. Nhưng mà chắc là thôi thì cô cũng về thôi. Anh nghĩ là do là anh Ly một phần nữa. Anh Ly là chính ấy. Cái vấn đề này thì nói chung là bảo là. Anh Ly lại như thế thì làm sao mà được? Thì làm thế nào rồi? Anh Ly còn gọi là năm nỉ sao lại đi lên nữa rồi? Lại đi lên nhà. Lại đi lên nhà nữa. Ôi giời ơi, thế thì. Thế này thì cũng chả biết nói kiểu gì. Thôi thì
anh em chắc có lẽ là cũng xin phép là ấy thôi. Bây giờ anh đi sang lúng lười một cái đã. Vâng. Là tính nếu mà hôm nào ấy em có gặp cô thì em sẽ mách cô. Em sẽ bảo là thôi cô cần nó đến á. Gọi là nó mất công. Anh Ly là có người mới rồi. Rồi. Em sẽ gọi là một phần để giúp anh Ly, còn không là anh Ly tình trạng thế này không được. Rồi. Vâng. Ok. Thế thì anh em xin phép mà đi thêm những hoàn cảnh khác nữa các bác ạ. Bây giờ cũng 10 giờ mấy rồi. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những chương trình sau ạ. Vâng. Bye bye. Xin chào. Bye bye.